Liên quan đến vụ việc công an khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong công tác chấm thi ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời bắt tạm giam 2 cán bộ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình quản lý, thì vào chiều 3 tháng 8 năm 2018, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã có buổi gặp gỡ báo chí để nói về vụ việc này. Sở Giáo dục cũng chưa có thông tin gì, chưa xác định được có bao nhiêu bài thi bị can thiệp, và chúng tôi cũng chưa biết được cá nhân nào mà tham gia vào cái việc này. Tôi nghĩ rằng là sẽ không có sự che giấu, bởi vì chúng tôi đã chủ động báo cáo, với đồng chí trưởng ban chỉ đạo thi, chủ động báo cáo với đồng chí công an tỉnh và chủ động báo cáo với Bộ Giáo dục. Hoàn toàn là Sở Giáo dục chủ động xin báo cáo với các anh. Như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 3 tháng 8 năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, và ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nội trú, Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đây là 2 người được cho là liên quan trực tiếp đến vụ gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Với tư cách là người quản lý của ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình, ông Giám đốc Sở Bùi Trọng Đắc đã nói lời xin lỗi vì sự cố này. Với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình, trước tiên thì phải nói là như thế này, tôi rất là tiếc và tôi xin được xin lỗi các bậc phụ huynh học sinh, xin lỗi các thầy giáo, cô giáo, xin lỗi các em học sinh đã xảy ra cái điều đáng tiếc này. Và với trách nhiệm người đứng đầu là chịu trách nhiệm của quản lý nhà nước, thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm những nội dung có liên quan về công tác quản lý của mình. Rất là mong các chị chia sẻ với tôi những cái nội dung đó. Tôi có cái suy nghĩ rằng là bây giờ thì cơ quan công an đang tiến hành xác minh rồi. Thế thì chúng tôi chỉ chờ là cơ quan công an xác minh. Sau khi xác minh xong có kết quả thì chúng tôi sẽ tiến hành theo cái chỉ đạo chung, đó là thực hiện theo cái kết luận của cơ quan công an. Cái thứ nhất là chúng ta phải thực hiện theo quy chế thi. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện theo cái quy định của pháp luật. Rất là mong mọi người chia sẻ những điều đó. Trước đó, như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều tối 2 tháng 8 năm 2018, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua kết quả chấm thi thẩm định rà soát quy trình, thì thấy có dấu hiệu bất thường trong kết quả thi, đặc biệt ở trong quy trình chấm bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Sau khi có báo cáo của Hội đồng chấm thẩm định, ngày 24 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra xác minh làm rõ. Sau khi cơ quan điều tra làm việc, bước đầu cho thấy đã có dấu hiệu của việc can thiệp trên phiếu trả lời trắc nghiệm của một số thí sinh để làm tăng kết quả thi của những thí sinh này.